Nếu cả nhà chưa biết cách làm mì căn hoặc đã từng làm nhưng chưa thành công, thì hôm nay mình hãy cùng kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn làm mì căn nấu đậu. Để làm mì căn, em dùng nửa ký bột mì đa dụng số 8. Cả nhà có thể dùng bất cứ loại bột mì nào cũng được, chỉ cần trên gói bột ghi là bột mì này dùng để làm bánh mì thì mình sẽ làm mì căn được. Em dùng 150ml nước sôi, cho 200ml nước lạnh. Nước ở nhiệt độ bình thường vào hòa chung để chúng ta có hỗn hợp 350ml nước ấm. Em cho nước vào nhồi bột. Khi bột thấm hút hết nước rồi thì cả nhà để bột nghỉ 15 phút nha. Sau 15 phút ủ đầu tiên, bột trở nên mịn hơn. Cả nhà nhồi bột khoảng 1 phút. Em tiếp tục để bột nghỉ thêm 15 phút nữa. Sau tổng cộng 30 phút ủ thì khối bột mì đã rất dẻo, dai và mịn màng. Bây giờ bột đã sẵn sàng để đem đi rửa. Em rửa bột lần 1 với nửa lít nước. Mình nhồi bột nhẹ nhàng trong nước khoảng 1 phút. Phần nước rửa bột lần đầu tiên, cả nhà đừng bỏ đi nha, mình có thể tận dụng lại để làm món khác. Em tiếp tục rửa bột lần 2 trong 1 phút với nửa lít nước. Nước rửa bột lần 2 này em cũng giữ lại. Và tiếp tục cho nửa lít nước vào để rửa bột lần 3 trong 1 phút. Phần nước cho lần rửa thứ 3 này mình cũng giữ lại luôn nghe cả nhà. Em sẽ rửa bột lần thứ 4 với nửa lít nước trong thời gian 1 phút. Việc rửa bột nhiều lần trong nước là để loại bỏ phần tinh bột. Mình sẽ thu được phần đạm sót lại rất dẻo, dai hay còn gọi là gluten lúa mì. Với nửa ký bột mì ban đầu, sau khi nhồi với nước ấm và đem rửa thì thành phẩm mình có được là khoảng 250g gluten lúa mì. Lượng gluten thu được nhiều hay ít còn tùy thuộc vào từng loại bột mì khác nhau và tùy theo số lần rửa bột nữa. Em sẽ cho bột vào nồi hấp 15 phút tính từ lúc nước sôi. Bây giờ bột đã được hấp chín rồi, thì đây chính là mì căn nè cả nhà. Mình hãy để cho mì căn nguội hẳn, bột sẽ trở nên dẻo và dai hơn, pha lẫn chút giòn nhẹ rất ngon. Mình sẽ bảo quản nước rửa bột mì căn trong ngăn mát tủ lạnh qua một đêm để dễ dàng lắng lấy lớp bột bên dưới. Phần bột lắng này chúng ta tận dụng làm được nhiều món như bột chiên, tráng bánh cuốn hoặc làm thành sợi phở rất ngon. Trước đây Duyên Nguyễn có chia sẻ vài món ăn được tận dụng từ nước rửa bột mì căn rồi. Cả nhà có thể tìm xem lại trên kênh Ghiền Nấu Ăn nha. Sau khi gạn bỏ hết lớp nước ngà vàng trên mặt thì lượng bột lắng mà mình thu được là cỡ 800ml. Kế đến em cắt nhỏ bột ra.
Để làm mì căn nấu đậu, em dùng 100g đậu tươi thập cẩm gồm có đậu ngự, đậu đỏ, đậu cúc, đậu mắt ngọc và đậu trắng. Em cho nửa muỗng cà phê muối. Cho 300ml nước vào và bật bếp nấu sôi. Khi nồi đậu sôi lên, em cho 300g củ khoai lang sắc nhỏ. Cho 200ml sữa tươi không đường. Cả nhà nấu sôi liu riu khoảng 5 phút cho chín khoai lang nha. Bây giờ thì khoai lang và đậu cũng đã chín. Em cho tiếp 150ml nước cốt dừa lon loại coconut cream. Em nêm 1 muỗng ăn canh hạt nêm chay, 1 muỗng ăn canh đường, cho 1 muỗng ăn canh dầu màu điều. Rồi em cho mì căn vào. Mình tiếp tục nấu cho nước sôi trở lại. Khi nồi mì căn nấu đậu sôi bùng lên là đã được rồi đó cả nhà. Mì căn thấm nước cốt dừa và sữa tươi nhưng vẫn giữ độ dẻo, dai, vốn có, không quá nở nên không gây ngán. Đây là ưu điểm tuyệt vời khi chọn mì căn để nấu cùng các loại đậu và khoai giàu dinh dưỡng. Một món ăn thơm ngon, dồi dào nguồn đạm thực vật. Và dù là một món ăn chay nhưng rất dễ dàng chinh phục mọi đối tượng, từ trẻ con đến người lớn. Rau nêm cho món này thì cả nhà để vào mấy cọng ngò rí cho thơm nha. Đừng ngại ăn chay thiếu chất, đừng ngại ăn chay không biết nấu gì, hãy chọn kênh Ghiền Nấu Ăn để tìm thực đơn chay cả nhà nghe. Duyên Nguyễn mến chúc cả nhà làm mì căn nấu đậu thành công.